cả quý vị, chúc cho quý vị có một ngày mới nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, tôi đang đứng ngay chỗ một cái tòa dinh thự rất đẹp. Đây là tòa biệt điện của nhà vua Bảo Đại nha quý vị. Và quý vị muốn biết bên trong tòa biệt điện này có gì và lịch sử của tòa nhà này như thế nào, thì bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng tôi vào thăm căn biệt điện của nhà vua Bảo Đại. Và ngay chỗ sân trước của tòa biệt điện quý vị, ở đây có một cái cột cờ rất là to ha, rất đẹp quý vị. Và trước khi mà vào thăm biệt điện chúng ta sẽ ghé thăm một trong những cái cây di sản rất là nổi tiếng nha quý vị. Wow, cái khốc cây này nó khủng khiếp luôn quý vị. Thưa quý vị, đây chính là cây long não nha quý vị. Đây, ở đây có một cái thông tin về cái cây này nha quý vị. Ở trên ghi là cây long não, năm 1914, Les Bon Sabatier đã nhận chức công sứ Đắk Lắk, đã xây dựng tòa đại lý quận trưởng, nay là di tích lịch sử văn hóa số 4 đường Nguyễn Du. Mở ngoặc biệt điện Bảo Đại, đóng ngoặc, công sứ Sabatier đã trồng các loại cây xanh trong khuôn viên theo cách trồng đối xứng như là cắt, diệp bạch, bằng lăng, sao đen, đặc biệt là hai cây long não. Cây long não được trồng dưới hố đất sâu 2 mét, rộng 4 mét. Đến lúc cây cao khỏi mặt đất khoảng 2 mét, được bấm chồi và lấp đất để tán rộng đẹp, có hai tầng rễ nhằm tăng tuổi thọ và làm cho cây đứng vững hơn. Đó, như vậy đây là một cây long não nha quý vị. Đây là cây long não. Và ở đây có một tấm bảng là đây là cây di sản của Việt Nam. Khu di tích lịch sử văn hóa số 4 đường Nguyễn Du, biệt điện Bảo Đại, thành phố Buôn Ma Thuột. Có một cái khoảng sân rất rộng để tiến vào bên trong ha. Đây là một trong những thành phố ở trên cao nguyên quý vị thấy ha. Trong đây khuôn viên cây xanh và cây cổ thụ rất là nhiều và rất to và rất mát quý vị. Trước đây cũng khoảng 6-7 năm tôi có dịp đi Đắk Lắk mà tôi chưa có cơ hội để vào trong tòa biệt điện này. Ngày hôm nay thì có dịp vào trong đây để thăm tòa biệt điện của Bảo Đại. Đứng ở đây cho quý vị quan sát một vài cảnh quan xung quanh tòa biệt điện nha. Như vậy là những cái cây, tôi để ý có những cái cây cổ thụ đây nè quý vị. Cây này ở quê mình á, gọi là gì? Hồi đi học mình gọi đây là cây học bài đó quý vị. Nhưng mà để cho có một cái gốc như thế này ha, thì tuổi đời là cả trăm năm đó quý vị. Cái hoành này nó phải là bao nhiêu ta? 4 gan. 4 gan của tôi. 4 gan cho tôi cho nó là tệ lắm, cái hoành này cũng 80 đó quý vị. 80 đến 100. Đây là cây cắt bạch diệp nha quý vị. Như vậy là từ cái thời mà công sứ á, mà người Pháp về Đắk Lắk này, ông đã trồng những cái gốc cây to như thế này. Và ngày nay nó vẫn còn xanh tốt quý vị. Đúng rồi, đây là cây trắc bạch diệp. Khuôn viên ở bên trong đây rất là yên tĩnh nha quý vị. Và phía trước tòa nhà của biệt điện Bảo Đại đúng quý vị, có một cây sồi rất là lớn quý vị. Và tôi nghĩ đây là một cây sồi rừng nè quý vị. Cây sồi này thuộc hàng cổ thụ rồi nha. Bây giờ mình lại mình nhặt một trái để cho quý vị xem nè. Đây là một loại sồi rừng nè, mấy con sóc hay con gì nó ăn. Ồ, nó thơm quá vậy. Cái loại sồi này nó thơm lắm. Rồi đứng từ bên ngoài nhìn vào bên trong biệt điện của vua Bảo Đại đúng quý vị. Kiểu nhà đúng quý vị ha. Ở trên kiểu giống như nhà sàn của người dân tộc Ê Đê đúng quý vị. Và ở dưới là cái mặt bằng trệt và có một cái cầu thang, cái bậc thềm tam cấp để bước lên đó quý vị. Và ở trên á có những cái điểm để lấy ánh sáng đó, 1, 2, 3, 4, 5 đó. Và ở phía sau cũng tương tự như vậy quý vị. Và cái mái nhà này quý vị thấy cảm giác ha, cái kiểu thiết kế này giống như là kiểu mái nhà rông á, nó hơi cao ở cái đỉnh á, thành ra là mang dáng dấp của một cái vùng Tây Nguyên đó quý vị. Nhìn chung thì đây là lần đầu tiên mà tôi ghé thăm biệt điện của
Vua Bảo Đại tại thành phố Buôn Mê Thuột quý vị. Và cảm nhận của tôi đây là một cái tòa nhà có kiến trúc rất đẹp. Nếu như mà quý vị có dịp về thành phố Buôn Mê Thuột, hãy dành một chút ít thời gian để ghé thăm biệt điện Bảo Đại. Quý vị vào đây để biết được thêm một trong những công trình kiến trúc rất là nổi bật tại Đắk Lắk này. Và tư liệu khi nói về tòa biệt điện Bảo Đại tọa lạc tại số 2 đường Y Ngông, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk cũng không nhiều quý vị. Nơi đây bắt đầu từ năm 1905, ban đầu là một cái nhà hàng. Đến năm 1914, địa điểm này đã được xây dựng và sửa thành tòa đại lý quận trưởng. Đến tháng 11 năm 1947, vua Bảo Đại đã đến đây ở và làm việc trong khoảng thời gian là 8 tháng quý vị. Sau đó, nhà vua Bảo Đại thấy nơi này là một nơi rất là đẹp và ông cũng thường tới đây vào đầu mùa mưa để nghỉ ngơi cũng như là phục vụ cái sở thích đi săn bắn của mình. Bởi vì quý vị nên nhớ bước vào cái giai đoạn mà những năm thập niên 30-40, đó là cái thời điểm mà rừng ở đây rất nhiều và có rất là nhiều động vật hoang dã. Mà một người mê thích săn bắn như nhà vua Bảo Đại, ông đã từng bỏ ra những cái khoản tiền rất là lớn để phục vụ cho cái thú săn bắn của mình ở nước ngoài. Thì huống chi là tại cái vùng Đắk Lắk này lại là một trong những cánh rừng nguyên sinh, rừng già nhất của Tây Nguyên, thì chắc chắn ông sẽ không thể nào bỏ qua quý vị. Và đó là lý do mà ông đã đến tòa biệt điện này thường xuyên ở lại và phục vụ cho cái việc nghỉ dưỡng và săn bắn. Xin chào tất cả quý vị. Khi mà chúng ta vào trong sảnh chính của tòa nhà biệt điện Bảo Đại đó quý vị, chúng ta sẽ tham khảo những cái thông tin có liên quan đến cựu hoàng Bảo Đại, đặc biệt là những cái thông tin nói về tiểu sử và cuộc đời của ông. Ngay chỗ sảnh chính này quý vị sẽ có một cái bàn uống nước tiếp khách của nhà vua, cũng như là có một cái cặp ngà voi quý vị, rất là đẹp, cũng rất là sang trọng quý vị. Và kế bên đó, đó chính là một cái hành lang dài. Và đầu tiên là chúng ta sẽ thăm những cái hình ảnh mà cựu hoàng Bảo Đại là một trong những người thích đó là săn bắn quý vị. Ở đây trưng bày chẳng hạn như là cái bộ nanh heo rừng đó, rồi ở trên có hai khẩu súng đó quý vị. Còn ở đây là cái ảnh là ông Lê Văn Kim và con trai bên sát của một con hổ mà Bảo Đại đã săn đó quý vị. Đó, đây là kiểu súng săn mà chúng ta thường thấy trong các cái bức ảnh mà vua Bảo Đại đi săn đó quý vị. Đó, ở đây có bộ sừng nai nữa nè. Và đây là ông Phạm Bình, bí thư của cụ hoàng Bảo Đại bên sát một con bò rừng. Rồi đi vào khu này thì đây là những cái bức ảnh có liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và cụ hoàng Bảo Đại đó quý vị. Rồi, chúng ta sẽ đi vào bên cái cánh trái trước nha quý vị. Ở trong cái sảnh này thì có một cái hành lang dài. Và ở trong đây thì có để một cái bàn đó quý vị. Cái bàn này dành cho nhiều quan khách đến đây có thể là dự họp và làm việc cùng với cụ hoàng Bảo Đại đây. Một cái bàn này rất là dài, được làm bằng gỗ cũng rất là sang trọng. Ở cái vùng đất như là Đắk Lắk là xứ rừng cho nên là gỗ không thiếu quý vị. Đứng ở vị trí trung tâm nhìn ra ha, đó là cái khung cửa sổ lớn nơi lấy ánh sáng. Còn đây là các cái bức ảnh mà cụ hoàng Bảo Đại lúc mà ông đi du lịch bên Pháp đây quý vị. Đó, đây là những chuyến đi của cụ hoàng Bảo Đại khi mà ông sang Pháp. Còn đây là những cái bộ ấm chén được dùng trong cái tòa biệt điện này đó quý vị. Rồi đi vào gian này quý vị ha, bước qua bên đây. Đây có một cái chiếc võng dành cho nhà vua Bảo Đại nằm đó quý vị. Đây cũng là một trong những hiện vật cho nên là người ta yêu cầu là mình không leo lên nằm thử ha. Nhưng mà nhìn tương đối mới quý vị, chiếc cái võng này tương đối mới. Rồi đi thẳng vào hướng này. Đi vào hướng này chúng ta sẽ thấy một cái bức tranh ở trên tường rất là đẹp Hồ Lắk đây. Và một cái bàn cùng hai cái ghế. Nói chung là cảnh sắc ở Tây Nguyên thì rất là đẹp quý vị à. Còn đây là rất là
Bước vào trong gian này chứ quý vị, thì đây chính là cái phòng ngủ đây. Và ngay chỗ cái đây có những cái bức ảnh nè, đây là những cái bức ảnh là nài vôi và những cái bến nước của người ED đó quý vị. Và trong phòng này cũng có trưng bày một cái bộ đồ dụng cụ là ấm chén luôn. Còn đây là phòng ngủ đây quý vị, phòng ngủ dành cho bậc quý tộc, một trong những cái hoàng đế cuối cùng của triều đình nhà Nguyễn. Với cây tông nền màu trắng ngà và có điểm xuyến là màu vàng, nhìn cũng rất là sang trọng lịch lãm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bước ra quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng về cái dãy hành lang bên kia nha. Lúc nãy là ta đã tham quan cánh bên trái rồi, bây giờ chúng ta sẽ tham quan cánh bên phải để xem cánh bên phải trưng bày những gì. Ngày hôm nay trong chuyến đi thành phố Buôn Ma Thuột, tôi sẽ cho quý vị tham quan được bên trong kiến trúc của tòa biệt điện Bảo Đại, ngắm lại nơi làm việc của nhà vua Bảo Đại đi quý vị. Đây là các cái bức hình mà cụ Hoàng Bảo Đại chụp với các cái quan chính khách người Pháp. Ông là một người rất là yêu thích cái bộ môn là săn bắn đó quý vị, cho nên là trong số những cái cánh rừng ở khắp Việt Nam này luôn á, ông vua Bảo Đại á, thì ông thường á là xây dựng những cái căn nhà để nghỉ mát, giống như là để đi săn vừa là nghỉ mát nghỉ dưỡng. Giống như tôi có lần đi lên núi Chứa Chan của Gia Lào đó, cũng quay được một cái căn cái nền móng xưa của căn biệt thự của Bảo Đại. Wow, còn đây là một cái tấm ảnh của Nam Phương Hoàng hậu quý vị, một tấm ảnh rất đẹp. Và bên cạnh có một cái lò hoa nhìn rất là sang trọng. Nét mặt của Nam Phương Hoàng hậu có đôi chút buồn. Còn đây là cái vị trí ống khói nè quý vị. Ngay chỗ ở bên ngoài nhìn vào chúng ta sẽ thấy một cái ống khói, tức là ngay chỗ này là cái lò sưởi đây quý vị. Ở trên tường treo tấm ảnh của vua Bảo Đại, kế bên là cái bộ sừng trâu rừng đó. Còn đây là các cái tấm ảnh về gia đình của cụ Hoàng. Đây là con của ngài. Đây là sừng trâu rừng đó quý vị. Bước qua gian bên này, chúng ta sẽ thấy được một cái hành lang và đầu tiên sẽ là thanh gươm. Và thanh gươm này được chính phủ Pháp trao trả lại cho Bảo Đại nha quý vị. Và thanh gươm này treo lên tường đó quý vị. Nhìn thanh gươm này xem nó cũng bình thường đó quý vị. Nếu mà nhìn cận cảnh bên ngoài nó cũng không có gì là sắc sảo. Nhưng nó là một đại diện cho cái chế độ quân chủ chuyên chế đó quý vị. Và ở dưới đó quý vị thấy ha, đây là người Pháp đã tổ chức lễ trao lại ấn kiếm cho cụ Hoàng Bảo Đại năm 1952 đó quý vị. Đó cái chiếc ấn đồng đó quý vị, ấn đồng đó thời gian là thất lạc qua bên Pháp. Sau này một cái nhà sưu tập tư nhân của Việt Nam á cũng vừa mới chuộc cái ấn đồng đó về rồi. Còn đây là bàn làm việc riêng của cụ Hoàng Bảo Đại đây quý vị. Ở trên là ảnh của vua Gia Long, còn ở dưới là có một cái bức tượng của vua Khải Định. À, cái này là cái giống như ta làm cái tẩu thuốc, nhưng mà tôi đoán đây có thể là một cái răng, không phải răng quý vị, giống như một cái khớp gối của một cái xương của một động vật, giống như voi vậy quý vị. Đó, còn đây là tấm ảnh của cụ Hoàng Bảo Đại cùng với Nam Phương Hoàng hậu và Thái tử Bảo Long. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái gian mà sau lưng của cái ghế làm việc của nhà vua Bảo Đại nha quý vị. Ở trong đây thì trưng bày các cái loại tiền nè, đúc từ thời nhà Nguyễn đúng quý vị. Và các loại tiền này quý vị có thể đến ngay chỗ bảo tàng của thành phố Hồ Chí Minh, quý vị có thể xem được cái bộ sưu tập này nó lớn hơn, cái bộ sưu tập ở ngay chỗ biệt điện Bảo Đại quý vị. Còn trong đây là trưng bày những cái chén, dĩa, sành, sứ và những cái vật dụng bằng đồng.
đây là đồ cổ, đồ xưa đó quý vị. Những cái dụng cụ này mà người ta đã từng sử dụng ở bên trong cái ngôi biệt điện này. Chẳng hạn như đây là một cái đồ ủi quần áo đó quý vị. Cái đồ ủi quần áo làm bằng đồng đó. Đó là một trong những cái đồ cổ cũng quý hiếm đó. Bây giờ nhiều người sưu tầm dạng đồ xưa, đồ cổ này lắm quý vị. Đặc biệt là những cái dụng cụ bằng đồng. Đi thẳng ra đây thì chúng ta sẽ gặp được một cái cửa sổ lớn. Đó, đây là nhìn ra phía ngay chỗ sân trước đó quý vị. Cổng chính đi vào. Rồi, chúng ta tiếp tục đi qua những cái gian phòng kế bên nha quý vị. Tôi cũng là yêu thích những cái hiện vật cổ xưa, cho nên là thích tìm đến những cái bảo tàng, những cái nhà cổ. Một phần mình có thể là thỏa mãn được cái sở thích của mình, cũng như là gửi đến tất cả quý vị gần xa, những người mà không có dịp đi đây đi đó, hoặc là đi những chuyến đi xa, thì có thể thông qua video này có thể xem được những cái bức ảnh này. Bây giờ chúng ta sẽ tham quan ngay chỗ cái gian phòng còn lại của bên cánh bên phải nha quý vị. Ồ, đây có một cái tấm ảnh của Thái tử Bảo Long nè, rất đẹp quý vị. Dãy hành lang này nó lấy được ánh sáng cho mặt sau của căn biệt điện. Đó, nhìn thẳng qua bên kia chính là bảo tàng của Đắk Lắk đó quý vị. Và bên cánh bên này cũng tương tự, ở đây có đặt một cái bàn trang điểm cùng với một cái giường ngủ quý vị. Cũng là dành cho những cái bậc quý tộc ha. Đây là phòng ngủ của vua Bảo Đại và người thân của ông đây. Chắc có lẽ là phòng ngủ của cụ hoàng Bảo Đại cùng với bà Thứ Phi đây nè. Đây rồi, đúng rồi quý vị. Đây là tấm ảnh của bà Thứ Phi đây nè quý vị. Để tôi cận cảnh cho quý vị xem nhan sắc của bà Thứ Phi, người vợ thứ của nhà vua Bảo Đại nha quý vị. Bà là Thứ Phi Mộng Diệp trong cái bộ triều phục đó quý vị. Nam Phương Hoàng hậu, bà là giống như là nhất phẩm rồi ha, giống như là người hoàng hậu rồi. Còn những người này là Thứ Phi. Còn đây là ảnh của cụ hoàng đây quý vị. Tư liệu về cụ hoàng ngày nay cũng rất là nhiều quý vị. Trên tất cả các cái diễn đàn, trang báo cũng như là những cái câu chuyện thông tin đại chúng cũng thường hay nói về cụ hoàng Bảo Đại. Ngày hôm nay thì lại tiếp tục thăm được một cái nơi là biệt điện dành riêng cho ông nữa quý vị. Ở vị trí sàn chính của tòa biệt điện này, tôi thấy một cái gian bếp nhỏ. Nhưng mà chúng ta bước xuống ngay chỗ cầu thang này, chúng ta sẽ đến với cái gian bếp chính của tòa biệt điện. Đây chính là cái nhà bếp của tòa biệt điện đây quý vị. Ở trong đây quý vị thấy mặc dù là nó cảm giác giống như xuống tầng hầm, nhưng thật ra đây là tầng trệt. Bởi vì tòa biệt điện này xây theo kiểu nhà sàn, lối kiến trúc của nhà sàn của người Ê Đê đó quý vị. Một cái gian bếp tương đối rộng và đẹp quý vị à. Quý vị có thể nhìn thấy được những khung cửa sổ. Nếu như mà căn bếp này hoạt động thì những khung cửa sổ này sẽ mở ra và lấy được ánh sáng cũng như là không khí từ bên ngoài vào. Bởi vì thật sự chúng ta đang đứng ở tầng trệt ngay chỗ mặt đất đó quý vị. Và ngay đây thì có một cái bếp ha, tương đối cũ và có thể là hàng hiếm đây quý vị à. Cái bếp này có cái thương hiệu là Chappie Barrick. Có một cái ống khói ha. Đây là một cái kiểu kiến trúc giống như các cái gian bếp của các cái tòa biệt thự hoặc là những cái căn nhà ở bên nước Pháp. Qua bên phòng này chúng ta sẽ đến ngay chỗ hầm rượu quý vị. Đây là vùng đất Tây Nguyên thì quý vị thấy có những cái ché rượu và một cái tủ để đựng các cái ly pha lê để uống rượu quý vị. Bước sang đây
Đây chính là phòng ăn dành cho tòa biệt điện này. Phòng ăn này tôi nghĩ tương đối nhỏ và chỉ dành cho khoảng từ 5 cho đến 7 người. Quý vị thấy hai khung cửa sổ ở mé bên tay phải của màn hình. Khi mà người ta ăn ở trong ngay chỗ nhà ăn này thì hai khung cửa sổ này nó sẽ mở bung ra và nhìn được cảnh vật phía sau của tòa biệt điện, tức là nhìn về cái hướng ngay chỗ bảo tàng Đắk Lắk ngày nay quý vị. Cho nên là cảm giác quý vị thấy nó chật chội, nó hay tối tăm, nhưng mà thực sự khi mà căn bếp này hoặc là cái phòng ăn này hoạt động thì mở ra cửa sổ thì cũng lấy được ánh sáng, lấy được view và cũng rất là thông thoáng quý vị à. Thì vua Bảo Đại, ông có tên thật là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy, ông sinh năm 1913, qua đời vào năm 1997 tại Pháp. Ông cũng là vị vua cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn, cũng là chế độ quân chủ cuối cùng trong lịch sử của Việt Nam. Ông được đào tạo theo kiểu Tây Phương, sở hữu cái sự lịch lãm hào hoa. Ông dũng cảm bỏ qua một số cái tập tục từ thời các cái vị vua trước đó để thực hiện nhiều cải cách về nội các cũng như là hành chính. Ngoài ra thì ông cũng nổi tiếng là một nhà vua có nhiều cái biệt điện cũng như là nhà vua ăn chơi nhất trong số các cái nhà vua của triều đại nhà Nguyễn. Trong bản tuyên ngôn thoái vị và bàn giao quyền lực cho chính quyền Việt Minh, vua Bảo Đại đã để lại một câu nói đầy ý nghĩa, đó là: "Trẫm muốn làm dân một nước tự do hơn làm vua của một nước nô lệ." Vua Bảo Đại đặc biệt gắn liền với con số 13. Ông lên ngôi năm 13 tuổi. Ông là vua thứ 13 của triều đình nhà Nguyễn, cũng là vua cuối cùng. Vua Bảo Đại thực sự trị vì đất nước trong vòng 13 năm. Ngoài ra thì vua Bảo Đại cũng có 13 người con chính thức được ghi nhận. Và trải dài trên khắp Việt Nam hiện nay thì có 7 dinh thự của nhà vua Bảo Đại còn được giữ gìn và bảo tồn cho đến ngày hiện nay quý vị. Đây là những cái dinh thự nổi tiếng nha quý vị. Ngoài ra còn vô số dinh thự khác mà không được thống kê, cũng như là những cái tàn tích dinh thự còn sót lại. Chẳng hạn như là lầu Ông Hoàng cũng từng là được vua Bảo Đại mua lại, nhưng sau này nó chỉ còn là một phế tích, còn là nền móng quý vị. Hoặc là một căn biệt thự trên núi Chứa Chan ở tỉnh Đồng Nai quý vị. Núi Chứa Chan ở huyện Xuân Lộc của tỉnh Đồng Nai cũng có nền móng của căn biệt thự vua Bảo Đại trên đỉnh núi trong những lần mà ông đi săn bắn hoặc là nghỉ mát ở Đồng Nai. Thì trong số 7 căn biệt thự của nhà vua Bảo Đại thì phải kể đến đó chính là ở khu vực Đà Lạt, gồm có dinh 1, dinh 2, dinh 3. Ngoài ra còn có biệt thự ở Bà Rịa Vũng Tàu, biệt thự ở Đồ Sơn Hải Phòng, biệt thự ở Nha Trang Khánh Hòa. Và ngày hôm nay trước mắt chúng ta chính là biệt điện của vua Bảo Đại ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi vòng ra phía sau để coi cái kiến trúc phía sau của biệt điện Bảo Đại. Wow, ở đây cũng có những cái cây phi lao khổng lồ đúng quý vị. Tôi nhớ cây phi lao này trồng ở miền biển ha. Nhưng ở đây quý vị thấy nè, cũng có những gốc phi lao khổng lồ luôn. Gốc phi lao này làm tôi nhớ đến Bến Tre cũng có một cái công viên có những gốc cây phi lao cũng tương tự như cái kích thước nó cũng tương tự như là cây phi lao ở biệt điện Bảo Đại ở thành phố Buôn Ma Thuột. Không ngờ rằng ở giữa trung tâm thành phố Đắk Lắk lại có một trong những di tích rất là đẹp như thế này. Nếu như mà quý vị về Buôn Ma Thuột, quý vị nên nhớ là ghé thăm biệt điện Bảo Đại nha quý vị. Ở đây có một lối lên nữa nè quý vị, được xây dựng từ thời Pháp ha. Ở dưới họ cừ bằng những đá rất là đẹp, rất là chắc chắn luôn. Cái lối thoát nước đó, đây là cái cách thoát lối thoát nước nè. Trong khuôn viên này mà chiều mà chạy bộ hoặc là ngồi ở băng ghế đá này thôi là cũng cảm nhận được cái không khí trong lành. Thật sự là cao nguyên Đắk Lắk là một trong những cái nơi mà tôi rất là thích đến quý vị. Nhưng mà cũng sắp xếp thời gian nhiều lắm để có thời gian để đến đây để thực hiện những video cho quý vị. Rồi, lúc nãy chúng ta đã đứng ở bên trong đó quý vị, ngay chỗ cửa sổ đó tôi có quay ra cảnh hướng ngoài đây á. Bây giờ là mình đang ở hướng này để mình nhìn ngược vào cái phần mặt sau của biệt điện nhà vua Bảo Đại.
ngay chỗ mặt sau cũng có một cái lối lên được làm bằng cẳng đá cũng rất là đẹp. Cái dấu tích thời gian nó cũng làm cho căn biệt thự này nó có thêm phần cổ kính quý vị ha. Lúc nãy mình ra tham quan ở trong bên trong gian phòng đó quý vị, ngay chỗ đó là cái phần ống khói và trên có cái ống khói đó quý vị, ở dưới là cái bếp lò sưởi ấm đó quý vị, và mùa đông chắc có lẽ là sưởi ấm. Và ở trên vẫn có hai cái lối thông hơi đó quý vị, để lấy vừa thông hơi vừa lấy ánh sáng luôn, rất là đẹp. Rồi, như vậy thì ngày hôm nay tôi cùng với tất cả quý vị đã thăm được biệt điện của nhà vua Bảo Đại trong thành phố Buôn Mê Thuột của tỉnh Đắk Lắk. Đến đây thì xin phép được tạm dừng video này. Trong cái chuyến đi của các tỉnh Tây Nguyên, hy vọng rằng quý vị sẽ đón chờ những video sắp tới mà tôi sẽ xuất bản. Và sau đây thì xin phép được tạm dừng video này nha quý vị. Chúng ta sẽ đi đến những cái địa điểm khác. Và quý vị đừng quên là bấm đăng ký kênh, like và chia sẻ video này. Và hẹn gặp lại quý vị ở một câu chuyện tiếp theo.